Mời bạn nữ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả ở trường quay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Bích Châu, năm nay 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng của công ty Vích Xăng. Quê em ở Sài Gòn ạ. Rồi, bán thịt heo đúng không? Dạ, đúng. Mời bạn trai. Dạ, xin chào quý khán giả và chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Văn Phú Ý, năm nay 31 tuổi, đang sinh sống làm Sài Gòn. Làm gì? Dạ, nấu đầu bếp. Đầu bếp hả? Dạ. Quán gì? Bán cái gì? Dạ bán phở chị ơi. Ồ. À, em nấu phở được luôn hả? Dạ. Anh bán phở, em bán bò là kết hợp được. Vậy được đó. Ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Mọi người nhận xét em là người hiền. Với lại ưu điểm em là ăn. Ăn? Dạ. Vậy là hiểu là bên kia hình dáng hiểu nào rồi đó, em? Hiểu rồi đó. Ăn dữ lắm hay? Nghe thôi nha, anh đừng có sợ nha anh. Em có thể ăn là hai bánh lăng. À, một hộp bánh cua, bánh tráng cuốn, một đi trà sữa, hai trứng vịt lộn. Còn ăn hai tô phở nữa mới mệt. Đúng rồi, chị nào em ăn hai tô phở nữa nó mới mệt. Còn gì nữa không? Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nhút nhát, với lại là hay bị mất bình tĩnh. Ai làm gì mình mất bình tĩnh? Ví dụ? Có bữa em đi với bà chị trên cầu Bình Triệu á, em gặp cái thằng kia, nó kêu ê cái em tưởng người quen, em mới quay lại. Em gặp cái thằng biến thái, em sợ, em la lên. Bà chị em hỏi vụ gì, em mới chỉ. Em quản em đơ luôn, em không có lái xe được nữa. Vậy một lát nữa kéo cái màn ra, kéo cái rèm này ra mà em la lên là biết bên kia biến thái. Trời ơi. Đó, ví dụ thôi. Dạ, bạn trai ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm em thì nấu ăn và hòa đồng. Em nấu ăn lâu chưa? Dạ, cũng gần 10 ạ. 10 năm rồi. Dạ. Đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Dạ không có chiên gì đâu, con món à anh ơi. Con phở thôi hả? Dạ à. Làm cho anh ta hay là làm cho gia đình? Dạ làm cho anh ta chị ơi. À rồi vậy nãy giờ thưởng đâu chủ quán phở. Tại sao mình không mở quán phở, mình nấu 10 năm mình không mở quán phở, mình bán riêng. Kinh tế khó khăn giờ cũng muốn mở cái mặt bằng, đâu phải là cũng phải kiếm cái mặt bằng cho hợp. Cái mặt bằng giờ nó cao quá, giờ tôm phở thì ra rất nhiều. Nhưng mà em làm được hết tất cả các khâu trong quán phở luôn sao? Dạ chị ơi. Mai mốt chị mở quán phở em về làm đầu bếp cho chị ha. Dạ. Được không? Dạ được chị ơi. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em thì nhát gái anh. Tánh hơi cộng gái mà mau quên lắm. Thấy con gái sao là nhát? Dạ nói chuyện vài câu cái là em yêu, không biết nói chuyện gì nữa hết á. Đó giờ có bồ chưa? Dạ có một cô. Quen được bao lâu? Dạ khoảng 3 năm chị ơi. Rồi, ủa 3 năm mà cũng dài quá mà sao chia tay vậy em? Có duyên không có nợ chị ơi. Rồi vậy là từ đó tới nay là mình chưa quen ai lại luôn ha em, mấy năm rồi em? Dạ mới có 11 năm mà chị ơi. À, bạn với bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình? Em thì trải qua hai mối tình thời đi học. Rồi từ hai đứa không ai chủ động liên lạc với ai hết. Rồi em với người đó chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi sao ai cũng một khoảng thời gian dài mà phòng không gối chiếc vậy? Không buồn hả em? Tại vì công việc của em là nó không có thời gian á để tìm hiểu. Rồi bây giờ có thời gian chưa? Để em sắp xếp. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65, da ngăm. Có luôn. Hơi chậm chậm tí, không có... Có luôn. Không có cần ốm lắm, không có mập lắm đâu là được rồi. Men men tí nữa. Có không? Có men men không? Có luôn chị ơi. Có luôn anh ơi, tới luôn. Em thích ở người bạn trai? Ti bo, gia trưởng. Cái đó không có em ơi. Không biết quan tâm chị. Cái qua không quan tâm mà cái này rất quan tâm luôn. Rồi bạn trai, cái công việc của bạn bắt đầu sáng từ mấy giờ? Dạ sáng 5 giờ tới tới trưa 11-12 giờ. Suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Ai nấu nước lèo? Dạ em. Tại vì em làm sẵn buổi tối hết trơn rồi. Chứ còn sáng ngủ vậy là đưa ra thôi. Ai múc phở? Dạ có cháu chủ rồi chị ơi. Bây giờ muốn tìm người yêu thế nào? Giống mẹ em được rồi. Tại mẹ em thì cũng thấp 1m50, da ngăm. Nhưng tóm lại là phụ nữ truyền thống. Tính tình cuộc sống hòa đồng với lễ phép với ông bà trên dưới. Bán thịt heo được không? Dạ được. Mà cô ấy là phải hai ông. Phải sao? Cô ấy biết chăm sóc gia đình với lo ba mẹ hai bên được rồi chị ơi. Được. Cái đó được anh ơi. Được ha. Dạ được. Hai bạn có muốn gì trao đổi với nhau nữa không? Rồi chị qua chị coi mặt nè. Hỏi đi. Nếu tìm hiểu xong mà tiến tới hôn nhân là mình ở đâu anh? Thì anh đã lập nghiệp trên Sài Gòn có khoảng thì lâu lâu mà thứ bảy chủ nhật mình về quê.
Quê anh ở đâu lận? Đồng Tháp. Dạ, dạ rồi. Ở khi nào tiến tới hôn nhân được anh? Thì năm, một năm, năm rưỡi, hai năm gì cũng được. Anh chuẩn bị gì chưa? Thì có chút chút thôi. Điểm gì em không thích ở cái mẫu người vợ lý tưởng của mình? Phụ nữ dạng làm biếng quá chị. Cái người lớn tới nhà chơi mà cái là không có ra chào hỏi, hỏi chú cô chú kiếm người này người kia hay gì, cứ làm thinh ngồi như dòm lên lên ta cũng như không quen biết vậy, là nó không thích. À không, không có đâu. Ai là mấy cái đó thì đó là có là được, còn mấy người kia là em không quan tâm gì, xấu đẹp không quan trọng mấy. Ồ, rất là dễ thương, rất là chân tình, chị chịu đó, để chị ráng chị làm mai cho. Dạ cảm ơn chị. Được không chị? Trời, quá được luôn á chứ. Chút học lý quyết nấu phở. Bây giờ nè, anh đi qua coi mắt đàn gái, em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Thì cô nói nãy nói ăn nhiều thì cũng hơi tròn tròn tí. Còn không, nãy giờ em nghe tiếng cô gái em thấy cổ làm sao? Dạ dễ thương. Dễ thương lắm, đây để em coi coi. Ồ, chào em gái. Dạ em chào anh. Chàng trai bên đây rất là gọi là giản dị, chân thành ha. Dạ. Nhưng mà hơi cục mịch chút xíu. Em thấy được không? Dạ được anh. Mấy mốt mà anh này về Đồng Tháp ở, em có theo về dưới làm dâu được không? Dạ cũng được, nhưng mà cái ý chí cầu tiến của anh là anh định lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Nếu mà ông về quê mà em có về không? Dạ về. Làm dâu được không? Dạ được. Hay quá. Được, em nấu ăn được. Em là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Được rồi. Ảnh qua anh lấy xương của em nấu phở bán. Nói hai chồng mà về mà cùng hợp nhau mở quán phở là cũng được lắm chứ bộ. Em cũng thích món đó lắm. Thôi, đàn gái cũng dễ thương rồi, hai bên hợp lý. Được ha. Rồi bây giờ ta hỏi ý kiến của người thân đi. Giờ hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với sếp với lại mấy chị đồng nghiệp của em ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào khán giả trường quay và em Quý. Dạ chào chị. Châu thì rất là siêng năng, có ý chí cầu tiến và rất là có trách nhiệm với gia đình, nhất là mẹ của Châu. Chị thấy Châu là bạn Quý đây rất là chân thành, rất là thẳng thắn. Chị thấy rất là hợp với em. Và chị mong là hai bạn sẽ tiến tới hôn nhân, chị ủng hộ hai đứa ha. Dạ cảm ơn chị. Quý đi với ai? Dạ đi với mẹ. À có bác hả? Dạ đây. Dạ. Con chào cô. Hôm nay là mùng mẹ của Quý tham gia cái chương trình hẹn hò để kiếm dâu. Dạ kiếm dâu. Quý thì con có chịu nổi đó không? Cái này thì bác lấy thẳng luôn à, chứ không có giấu giếm gì nha. Thì hai anh quà lắm đó, gọi là máy suất Kiều Long. Ăn dữ lắm hả cô? Thì anh hàng mà. Dạ ít ăn à chị ơi. Rồi cô thấy dâu tương lai mình được không? Bác thì không có kén chọn gì hết á. Nãy nó nói giống mẹ đó, giống không? Thì mẹ thì tròn tròn vậy thôi. Tính hơi giống à, tính mẹ thì bác thì xề xòa lắm, chứ không khó khăn gì hết trơn á. Ngày xưa đi làm dâu thì cực khổ, chứ còn bây giờ thì sung sướng lắm rồi. Cháu thì có chịu không? Gia đình thì nghèo đó, sống thì rất thoải mái, biết kính trên nhường dưới là được thôi. Chứ còn về làm giỏi hay không giỏi thì cũng từ từ đã quyết. Dạ cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Đó. Rồi em cũng có món quà tặng anh. Dạ anh cảm ơn. Rồi anh cảm ơn. Mở luôn. Mở đó. Luôn. À, em đeo cho. Wow. Chuẩn bị kỹ quá. Hơi rung chút xíu. Cứ từ từ em. Giờ sáng sáng thức dậy canh đồng hồ dậy sớm nặng nấu phở ha. À. Được. Anh nói là anh làm từ 5 giờ sáng tới trưa, tới buổi chiều là anh có làm nữa không? Buổi chiều thì chừng ngủ tới chiều tới 4 giờ dọn. Vậy là một dọn ngày anh làm 2 ca. Đi 2 ca. Rồi tới tối mấy giờ anh mới về? Thì anh ở đó luôn mà. Thì công việc của em ca sáng cũng 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Và buổi nếu mà làm ca 2 thì từ 1 giờ đến 9 giờ tối. Giờ đó anh có thể đi được không? 9 giờ tối đi được bình thường. Hầu hết là 9 giờ tối 30 ngày đi 30 ngày đủ cũng được. Dạ dạ rồi. Rồi anh cảm nhận về em thế nào? Thì cũng xinh xinh tròn tròn giống mẹ anh. Rồi anh có gì muốn hỏi em không? Thật sự là nói với anh đây là chương trình ở đây con không biết là ai cũng đăng ký cho anh cũng không biết luôn. Ủa em không biết ai đăng ký cho em tham gia chương trình luôn hả? Cái tin á lần đầu là nó điện cho em là em bỡ ngỡ luôn, mà lúc mình tin lên cái tin thì em định hỏi mà cái anh quên. À, bây giờ em cũng chưa biết, em không điều tra đâu ai. Ủa dạ, do phần em có điều tra rồi mà vòng vòng có quán mà bạn bè thì cũng ít không có. Như là một người bí ẩn nào đó chưa xuất hiện. Em có một bài hát gửi tặng cho bạn trai.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay đã chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy nhấn nút nha anh. Rùng quá rồi. Tới đây anh đây là hơi dở, là hơn cái là không biết hát, có cái là không có biết nhậu, có lại là cao kê là nhạc là không biết mà thích khá nghe. Hay xấu thì em thì cái là hút thuốc, mỗi cái hút thuốc thôi. À, hút thuốc dạ được anh. Ồ, còn cái nữa, còn cái ngủ nướng. Còn cái là ngủ nướng lắm. Ngủ nướng mà trễ bây giờ má nấu phở rồi sao trời? Đã có người khác gọi vậy vậy. Vừa nấu phở vừa hút thuốc hả? Dạ không, tại thời gian nấu xong rồi em có thời gian mới ra ngoài chứ. Không có chờ, không được hút trong bếp. Tiến lên, thể hiện cảm xúc với cổ. Hiện tại bây giờ em nghĩ sao, em muốn cái gì? Em thấy cổ như thế nào? Nói với cổ. Anh đây thì tới đây anh cũng gặp em cũng xinh, em dễ thương. Thầy cũng tròn tròn mỉm mỉm tới ngủ ôm với sướng. Để em đã cho anh cơ hội là để quen biết em, để rồi tiến xa hơn. Sở thích trai gái gì nó nói cổ luôn cho biết. Trai gái thì không quan trọng anh, miễn là con của mình hết rồi. Không, dạ. Trai gái không được, mà thì con gái thì nó hay hơn. Này nó thương mẹ nhiều hơn. Thì lúc em buồn thì anh chọc cười này kia. Đúng kiểu. Dạ. Gì dạ? Bạn gái nói chuyện mà dạ. Đại gung hơi gung, đại nhắc gái lắm, ít nói chuyện gái lắm. Ngại quá. Nói đi cưng, cơ hội đó. Anh ở đây thì cũng không có giàu sang gì. Thì anh có thì cũng có cái nghề là nấu ăn vậy thôi. Là anh đâu có sống được. Giờ em muốn ăn phở thì anh nấu phở cho em ăn. Thì suốt ngày nào cũng được. Được. Thôi được rồi. Rất dễ thương, mà thôi đừng nấu phở ăn hoài. Bây giờ bấm hay không bấm là quyền của cô gái. Chàng trai rất chân thành, nói từ ruột từ gan ra rồi đó. Quan trọng là em gái, anh sẽ nấu phở cho em ăn suốt cuộc đời nếu như em bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2. Tay nhau đi hai bạn. Đó. Hứa hẹn cái gì thì phải nhớ nha. Dạ. Hôn nhau đi nào. Thích cặp đôi này rất dễ thương và dễ thương lắm. Chân thành mộc mạc. Không thích đâu. Chả thích chứ. Tại tới giờ lâu rồi, 10 năm mà không chưa hôn nữa. 10 năm chưa hôn hả? Dạ. Hôn thêm cái nữa đi. Má bên kia cái nữa. Má bên kia cho đều. Má bên kia nữa cho đều. Không không, hai má để nó sệ đó. Đi đây không? Em nói nha. Vậy đó mà nhiều cặp đôi lên đây kêu hung, nhăn nhó rồi nhăn giống như là bị tra tấn làm như tôi anh Nguyễn Linh sung sướng. Đúng lắm rồi. Vậy đó. Đây một buổi phỏng vấn bạn muốn hẹn hò thì chủ yếu là để xem cách anh nói chuyện và trả lời như thế nào khi mà lên chương trình á. Cho nên tất cả mọi cái thì anh có thể anh tự chủ động. À, tự tin nói chuyện và chia sẻ hết giúp em ha. Rồi, à, bây giờ anh chia sẻ giúp em về họ tên, thông tin, tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán của anh đi. Em là Thân Hoài Nam. Em năm nay em sinh năm 97. Em đang làm quản lý tại nhà ở quận 1 đó chị. Thì công việc là nhân viên văn phòng. Quản lý tại nhà ở quận 1 là tại nhà nào em? Tại nhà City Line. Tại nhà City Line. Dạ. Em lớn lên nhỏ ở Sài Gòn luôn chị, ở Sài Gòn luôn. Quê quán Sài Gòn. Hiện tại là em đang ở chung ba mẹ hả hay sao? Dạ đúng rồi, đang ở với ba mẹ. À, là nghĩa là mình cái nhà đó là nhà mình có nhà riêng rồi đúng không? Dạ đúng, có nhà riêng. Trời ơi, ổn định, ngon lành rồi. Cho chị hỏi xíu nha, hiện tại bây giờ cái thu nhập của em làm ở cái đó là bao nhiêu? Thu nhập. Dạ. 8 triệu. Thu nhập 8 triệu một tháng rồi, ok. Rồi bây giờ em nếu mà là chương trình á, em có nhắm mình có tài lẻ nào không?
ca hát múa cột gì không? Em thì lanh nói đây. Em mấy đó em chưa biết. Ủa tùy em đi hát hả? Chừng nào trước giờ em đi hát không có đi hát karaoke với bạn thì không. Em nếu mà biên đạo nhảy thì em biên đạo được thôi, chứ em nói chung trong một cái sự kiện nào đó thì em mới làm được, còn cái đột xuất vô khiển thì hên xui. À nói chung là nhảy đúng không? À dạ em biên đạo nhảy cho công ty mà. Rồi ok, ví dụ như lên chương trình ha, là em có thể nhảy một đoạn nào đó thể hiện tài năng của mình nha. Ờ hơi khó giờ tại nhảy nó tùy thuộc cảm xúc nên là em cũng không chắc chắn được. Rồi thôi cái này để cái gì tính sao ha. Rồi cho chị về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh này hướng ngoại. Điểm mạnh là em hướng ngoại. Em được bạn bè tin tưởng, thường mấy cái nói chung là tụ tập là em là thường được giao nhiệm vụ là set up mọi thứ là trung tâm á. Yeah. Chủ ghèo là em đi đầu không à, nên bạn bè tin tưởng em những chuyện đó. Còn điểm yếu thì nhiều, hay quên. Hay quên rồi quên sao em? Đấy là nhiều việc quá, khi mình chỉ biết thông tin chị. Trước khi nào cho người ta mượn tiền xong mà quên không? Dạ cũng có rồi, cũng bị bịt nhiều. Trời ơi. Rồi. Bây giờ em có sở trường, ý là ngoài những cái đó ra thì cái tính cách của em, cái em dạng như bản thân mình có cái gì nổi trội không? Em cảm thấy không? Tính cách về tính cách của mình đó. Dạ, dễ phát triển với người khác. Nên giờ em nói chuyện với người ta người như người lạ như cũng như người quen à. Mấy người công ty cũng nói sao, ủa mày quen người đó hả? Nói dạ không, cũng quen gì đâu, nói chuyện bình thường thôi. Chung không có ngại gì lạ, mạnh nhất luôn á. À điểm mạnh nhất. Rồi, còn cái điểm cái nào cái em cảm thấy mình có nhược điểm nào nữa không? Thì hay quên đó chị. Rồi chúng hay ôm nhược điểm. Ôm nhiều việc quá là nhược điểm. Rồi, bây giờ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nè? Em đi học đi làm. Em vô cung ba mẹ rồi. Chưa. Chưa bao giờ. Chưa chị. Trời, ai nói không tin mà thật sự vậy. Chẳng lẽ từ lúc đi học không có? Không có vậy, em đi học em đi về rồi. Có trước giờ chẳng lẽ không hôn không nắm tay bạn gái nào luôn, chẳng lẽ không có rớt ai luôn? À, dạ không. Thời gian đầu năm chị. Cũng cha. Sao ai nói cũng tỉnh ta? Có đi lên em lên đây chứ. Rồi ok. Bây giờ cái mong muốn tìm kiếm bạn gái mình là như thế nào nè? Giống chị Ngọc Lan vậy, cũng giống chị Ngọc Lan là được. Hả? Là có nghĩa là em muốn gái một con hả? Dạ không, ý là cái hình mẫu giống chị Ngọc Lan. Em cũng biết đang vậy, đang nói chuyện với chị Ngọc Lan thì phải nghe giọng giống. Ai? Chị hả? Rồi, ngoại hình á là mập mập tròn tròn giống chị Ngọc Lan vậy hả? À, dạ đúng rồi. Nếu mà được thì được kiếm bạn vô văn phòng giống em vậy, tại hai người nó thuận thời gian rảnh, đi làm cũng giống nhau cho nên thời gian rảnh nó sẽ chung, dễ hẹn hơn cái gì. Ừ. Rồi còn quê quán, em mong muốn mãi ở đâu? À, dạ ý là gần gần Sài Gòn là được rồi, đừng đi xa. Không thích yêu xa hả? Tết về quê tốn kém. Ôi em là anti yêu xa chị ơi, em ai yêu xa là em tự. Em bạc lùi. Rồi về tuổi tác nha, em mong muốn bạn gái của em là khoảng tầm bao nhiêu nè, cho chị con số nhất định đi, từ khoảng bao nhiêu. Dạ chắc bằng tuổi em thôi. Nhỏ hơn em hoặc là lớn hơn em bao nhiêu tuổi chẳng hạn vậy. Dạ, cho chị con 2 số tuổi nhất định. Dạ chắc 1-2 tuổi là được rồi chị. Lớn hơn 1-2 tuổi đúng không? Rồi còn nhỏ hơn thì sao được không? Dạ được chứ, bằng nhỏ hơn quá tốt chứ. Nói chung cùng cái hệ là được. Rồi, ok rồi. Về ví dụ như nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Rồi ví dụ như thu nhập bạn ấy là em có mong muốn bạn ấy thu nhập như thế nào không? À dạ không, chung bạn nó càng cao thì càng, nói chung bạn nó vừa vừa với em là được. Tại cao quá thì mình không tới. Rồi nếu mà thấp hơn thì sao? Để thấp hơn càng tốt chứ sao? Còn thất nghiệp luôn được không? Thất nghiệp
Dạ được luôn, tới đó kiếm việc làm chị. À, nói chung là tốt nghiệp được ha. Dạ, Cao cao hơn thì hơi ngại đúng không? cao hơn cũng được, nói chung tùy tùy lên đó gặp mới biết. Nói chung cũng khoảng khoảng, đừng có chênh lệch nhiều quá. Chứ Rồi bạn nó hai chục. chắc em về chiều cao thì em mong muốn là bạn gái em cao bao nhiêu, em cao bao nhiêu mét? Dạ em 1m71. Rồi cao vậy. Dạ cao chứ. Rồi chứ vậy thì em mong muốn bạn gái em cao nhiêu, 1m55 không? Nói chung 1m85 là đẹp rồi chị, 52 cũng được. 1m52 cũng được luôn. Nói chung trai cao trai lùn mà. Là 1m52 mà còn tròn tròn nữa. Rồi nó thảnh gì trời. Nói chung là vừa người là được đúng không? Dạ chung nhìn tướng hợp tương tương xứng là được. Rồi ok, em còn mong muốn gì ở bạn trai nữa không nè? Ở lộn bạn gái, lộn xin lỗi. Dạ không, em đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Dạ vậy Rồi. là được rồi chị. Ok. Rồi đây chỉ là một cái buổi phỏng vấn thôi ha. Nếu mà ví dụ như em được lựa chọn vào chương trình đó thì sẽ có một biên tập làm việc với em sâu hơn nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị.